Thưa quý vị và các bạn, dù không phải là một sản phẩm quá đắt tiền, nhưng Audio Solution Overture O205F vẫn thừa hưởng những công nghệ cao cấp của thương hiệu đến từ Litva này, đảm bảo mang đến cho người nghe những trải nghiệm âm thanh đáng tự hào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Audio Hà Nội TV. Xin chào các bạn, Audio Solution đã tạo nên cho khách hàng của mình rất nhiều sản phẩm loa nằm ở nhiều tầm giá khác nhau và thể hiện rõ nét đẳng cấp của một sản phẩm loa high-end. Nằm trong dòng nhập môn với mức giá vừa phải, Audio Solution Overture O203F vẫn được ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của Audio Solution để đảm bảo mang đến một sản phẩm chất lượng nhất trong tầm giá mà sản phẩm này sở hữu. Nhà sản xuất Audio Solution đã thiết kế nên cơ chế tự khóa cứng của vỏ thùng. Những tấm ván thùng cùng bộ răng bên trong khớp với nhau tạo thành một cấu trúc đơn nhất. Nhà sản xuất có thể lắp ráp thùng loa mà không cần sử dụng tới keo. Nhờ thiết kế này mà vỏ thùng của tất cả các sản phẩm dòng Overture và trong đó có Audio Solution Overture O203F đều trở thành một cấu trúc thuần nhất, vững chắc và chống rung hiệu quả. Là đôi loa cột nhỏ nhất trong bộ ba loa cột của dòng Overture do thương hiệu Audio Solution đến từ nước Cộng hòa Litva sản xuất. Audio Solution Overture O203F cân bằng tốt giữa chi phí bỏ ra và hiệu năng mà loa có được. Được thiết kế để phù hợp với mọi không gian nghe nhạc có kích thước vừa phải, với chiều cao 1038mm, chiều rộng 232mm, chiều sâu 377mm, cùng cân nặng 25kg mỗi chiếc. Audio Solution Overture O203F vừa phù hợp với phòng ngủ, vừa xứng đáng có một chỗ trong phòng khách của gia đình. Phần vách thùng loa được làm từ gỗ MDF chất lượng cao với độ dày 36mm, đem lại cảm giác rất chắc chắn cho thùng loa của Audio Solution Overture O203F. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn hoàn thiện vỏ ngoài của loa Audio Solution Overture O203F với 13 lựa chọn màu sắc khác nhau, đem đến cho người dùng đa dạng lựa chọn, phù hợp với bất cứ không gian nghe nhạc nào, từ cổ điển đến hiện đại. Hơn nữa, nhờ vào lớp sơn bóng chống chảy xước, Audio Solution Overture O203F còn đem đến cảm giác cực kỳ sang trọng, sẽ là một món đồ trang trí nội thất lý tưởng. Bên cạnh đó, loa còn được trang bị tấm e căng mỏng nhẹ, được thiết kế đặc biệt để không làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Với tấm e căng này, sẽ không có bụi bẩn, mối mọt nào xâm nhập vào củ loa bên trong, đảm bảo chất lượng tái tạo âm thanh không bị ảnh hưởng. Audio Solution Overture O203F mang rất nhiều đặc điểm giống với mẫu loa Center Audio Solution Overture O201C cùng dòng. Là loa hai đường tiếng, Overture O203F sở hữu 3 củ loa tất cả, trong đó có một củ loa tweeter và hai củ loa mid-bass. Trong hệ thống củ loa này, đảm nhận tái tạo giải cao lên tới 26kHz chính là củ loa tweeter đường kính 25mm với màng loa đồng lụa, đem đến những âm chép cao vút, sáng mà không bị méo hay chói tiếng. Tiếp đến là hai củ loa mid-bass có chung đường kính 150mm, được sắp xếp hai bên củ loa tweeter theo chiều dọc từ trên xuống, cung cấp khả năng tái tạo chính xác giải trung trầm. Hai củ loa mid-bass này giúp Audio Solution Overture O203F tái tạo được những âm thanh ở giải trung tự nhiên và giải trầm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, một cổng thoát hơi được thiết kế ở mặt sau của loa, giúp điều hòa không khí bên trong thùng loa. Đặc biệt, cổng thoát hơi này sẽ là trợ thủ đắc lực trong việc hỗ trợ những màn trình diễn âm bass mạnh mẽ và nội lực hơn. Nhờ vào cấu trúc tự khóa của thùng loa mà Audio Solution Overture O203F có thể loại bỏ được những rung chấn nội tại phát sinh bên trong thùng loa, do đó mà gần như không xuất hiện tiếng ồn, giảm thiểu hiện tượng cộng hưởng âm tiêu cực, đảm bảo mang đến âm bass sạch, khá chi tiết và trung thực. So với dòng Euphony, các mẫu sản phẩm của dòng Overture chỉ nặng hơn khoảng 30%, nhưng độ chắc chắn thì phải gấp đôi. Với trở kháng 4 ohm và độ nhạy 91dB, cùng công suất đỉnh là 180W, Audio Solution Overture O203F rất dễ phối ghép cùng những bộ âm ly có công suất khoảng 140W. Nhỏ gọn và dễ đặt, loa cột Audio Solution Overture O203F vừa thích hợp để làm loa trước cho hệ thống loa surround, vừa phù hợp để trở thành loa vòm. Thưa quý vị và các bạn, dù không phải là một sản phẩm quá đắt tiền, nhưng Audio Solution Overture O205F vẫn thừa hưởng những công nghệ cao cấp của thương hiệu đến từ Litva này, đảm bảo mang đến cho người nghe những trải nghiệm âm thanh đáng tự hào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Audio Hà Nội TV.